u hạch của chúng ta nổi lên cắn ngứa. Nhất đặc biệt, những ai đang bị nhức hạch thì chúng ta nên dùng cây bìm biệp và sử dụng ra sao trong bài thuốc tiêu u hạch, biếu cổ các khối u trong cơ thể? Thì các bác nên nhớ rằng cây bìm biệp này dùng một cây thì cũng có tác dụng nhưng không hiệu quả cao, thậm chí không mang tác dụng. Các bạn phải biết kết hợp các vị như sau: cây bìm biệp 3-5g, cây xạ đen 3-5g, kẽ đầu ngựa 15g, nam hoàng bá hay còn gọi là vỏ nước nát 10g, bạch hoa xà 25g, bồ công anh 25g, bán chi liên 10g, cây trinh nữ hoàng cung 15g. Tất cả chúng ta đem nấu thành nước uống hàng ngày. Áp dụng điều độ để thay độc hàng ngày. Nhớ để thải độc tiêu viêm tiêu khối u thì các bạn phải kiên trì uống thay nước, khi nào khỏi thì chúng ta dừng. Cái này chúng ta uống liên tục được. Nhớ cơ thể thải độc chúng ta cũng cần ăn khoa học. Chúc các bạn áp dụng thành công, có thể liên hệ số điện thoại kim trên màn hình để được tư vấn.